Trấn Thành suýt vô ích trên sân khấu vì mang giày đồn quá lố. Tiếp tục mang giày đồn quá khổ lên sân khấu ca sĩ thần tượng, Trấn Thành gặp sự cố, suýt ngã khiến giám khảo còn lại bật cười. Tối ngày 13 tháng 8, chung kết ca sĩ thần tượng diễn ra, thu hút sự quan tâm của khán giả. Bởi chiến thắng của Tuấn Phong, bản sao của Đàm Vĩnh Hưng, bên cạnh đó, những màn chặt chém không thương tiếc giữa bốn giám khảo Cẩm Ly, Minh Tuyết, Trấn Thành, Hoàng Nhật Nam mang đến nhiều tiếng cười cho người xem. Trong đêm chung kết, Trấn Thành gây chú ý khi xuất hiện với đôi giày độn quá khổ. Nhìn thấy diễn viên Trạng Quân xuất hiện, Cẩm Ly hài hước đặt tên Bánh Da Lợn cho đôi giày của ông xã Harry Won. Trong khi đó, Khả Như chỉ biết gọi đàn anh là Thánh Cà Kheo. Cũng vì đôi giày quá cao, nên không ít lần Trấn Thành suýt vô ích trên sân khấu vì mãi mê tạo dáng ở phần chào đầu, khiến giám khảo còn lại được fan cười không ngớt. Trong một diễn biến khác, Khả Như quyết tâm làm khó Trấn Thành khi yêu cầu anh lên sân khấu phải nhảy phù họa bốn chân theo phong cách của Đàm Vĩnh Hưng. Trong tiết mục hát của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, vẫn như mọi khi, Trấn Thành hát những câu đầu tiên bắt chước ông Hoàng Nhật Việt quá lố khiến cả trường quay bật cười, không quên kèm những động tác hình thể và biểu cảm hài hước. Nhưng đến khi đạo diễn Hoàng Nhật Nam khoe giọng hát, Nam danh hài tắt điện và chỉ còn biết đứng bên cạnh và nhảy phù họa. Sau tiết mục, Cẩm Ly không hài lòng vì Trấn Thành nhảy chưa đúng phong cách của Đàm Vĩnh Hưng, khiến Nam danh hài lên tiếng phản bác. Thưa mấy anh mấy chị, Đàm Vĩnh Hưng chứ không phải là Michael Jackson. Đặc biệt, khi di chuyển xuống, Trấn Thành trượt chân suýt ngã, thấy đàn anh gặp sự cố, Khả Như nhắc nhở, em nói rồi, có tuổi mà còn đi cà kheo chi. Trong khi đó, Trấn Thành lên tiếng, ai mà lôi tôi lên sân khấu một lần nào nữa là tôi giết chết liền, khiến cả trường quay bật cười. Yeah, no, yeah.